Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Ok thì một ngày mới, chúc anh em làm việc học tập thật là tràn đầy sức khỏe anh nhá. Trong clip hôm nay thì mình đã đến cho anh em thêm một cái mã code mới của gọi là cuối tháng 1 anh em ạ. Thì nói chung là giọng mình nó đang gọi là gì nhỉ? Nó hơi khàn khàn ấy, kiểu như là hơi khàn khàn tí. Mình đang có ngậm viên kẹo, kiểu như là nó thanh giọng anh em, nói cho anh em dễ nghe dễ hiểu. Ok thì nói chung là trời hôm nay trong bài tu nó hơi mưa anh em ạ. Đấy nên là ngày hôm nay mình mới sắm được cái áo mưa và cái giày với cái ô cho nó gọi là xịn sò một tí anh em nhỉ. Ui ướt hết người anh em ạ. Thế này mà ướt hết người đúng không? Thì nói chung là anh em nào mà đang có ý định đặt phần cương vào game này thì anh em hãy đến ngay với shop tí mình giới thiệu cho anh em một cách để có thể nhận được nhiều phần cương tới mình nhá. Ok thì cốt ngày hôm nay cũng là cốt còn khá là ngon thôi. Đấy chỉ có một cái cốt nhưng mà rất là nhiều gọi là cái ngon luôn anh em ạ, cái hay luôn. Đấy. Thế nói chung là anh em nào mà kiểu như là xem clip mình nhiều này, là fan chân chính của mình này, mà chưa bao giờ có cốt từ mình này, ok thì anh em hãy gọi là xuống phần dưới đây nhắn tin ngay clip hôm nay mình sẽ trả lời tất và tặng quà tất cho anh em luôn nhá. Đấy thì nói chung là anh em nào mà kiểu như là muốn chiều nay mình like mình tặng quà cho anh em thì anh em hãy gọi là xuống phía dưới comment ID nhá, comment cái gọi là anh có like không thì nói xuống dưới anh nhá. Đấy ok thì ngay bây giờ đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để có thể gọi là được nhôm cương với mình nhá. Đấy cách này hoàn toàn dễ và gọi là hoàn toàn miễn phí cho anh em thôi. Đấy bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. Anh em đang có nhu cầu nạp đá quý vào game nhưng mà sợ chiết khấu nhiều bên, đừng lo, hãy đến ngay với shop game2weather.com. Shop có các loại vòng quay cho anh em thầu lựa chọn nhá. Ở dưới đây thì mình thấy là hai vòng quay này, một vòng quay tiền sao, một vòng quay đá quý. Thì trước khi anh em muốn có nhiều đá quý thì anh em hãy tạo một tài khoản nhá. Đây thì bên tạo tài khoản là bên chỗ phần bên góc trái trên anh em. Đây thì ở đây có thẻ Viettel này, Moiphone này, Vinaphone và Vietnam Mobile anh em ạ. Đấy thì đây có cái mệnh giá này, mệnh giá từ 10.000 đến 1 triệu anh em nhá. Đây từ khi anh em nạp từ 100.000 trở lên, 100.000 đến 1 triệu thì anh em sẽ nhận được đá quý theo mốc của anh em nhá. Đấy thì anh em sẽ nhập số mã thẻ này, series này, xong rồi nhập thẻ nạp thẻ của mình nhá. Đấy thì nói chung là trong tài khoản mình cũng còn khá là nhiều đá quý trong đây anh em ạ. Đây thì trong tài khoản của mình đá quý nó còn 553.000 đá quý cơ. Đấy anh em nào mà kiểu như là muốn có nhiều đá quý như mình hãy vào với shop game2weather.com nhá. Ở đây thì mình đã nạp sẵn vào 300.000 và mình sẽ tắt thử vòng quay cho anh em xem luôn nhá. Đây ở đây mình sẽ tắt vòng quay đá quý cho anh em luôn. Chỉ với 35.000 mà anh em có thể là trúng tới hàng trăm nghìn đá quý anh em ạ. Đấy thì có một bạn, có hai một bạn ở bên đây, anh em nhìn thấy chưa, một bạn bên đây trúng được khá nhiều đá quý anh em này. Đấy thì ok thì bây giờ mình sẽ test nhân phẩm mình với vòng quay đầu tiên nhá. Đây mình sẽ nhấn luôn này quay. Đấy anh em nào mà không có tiền nhấn vào chơi thử ở dưới được nhá. Đấy phần có chữ chơi thử ở dưới ấy. Đấy đấy anh em thấy chưa, thì mình đã nói với anh em rồi là chỉ với 35.000 anh em có thể trúng hàng nghìn, hàng trăm nghìn đá quý. Đây thì ở đây mình với 35.000 mình đã trúng được 15.000 đá quý nhá. Đấy ok chưa, khá là ngon luôn anh em ạ. Đây thì mình sẽ rút ra mình quay thêm giúp mình nhá, quay thêm này. Đây mình quay thêm xem là được bao nhiêu nữa nhá. Ui được 10.000 đá quý này anh em ạ. Đấy thì anh em thấy chưa, thế mà anh em đã bảo mình không giàu với lại đúng không. Đấy ok thì bây giờ mình sẽ vào trong phần chỗ thông tin này, mình sẽ rút ra đá quý của mình em nhá. Đây rút vật phẩm này, em nhấn vào rút vật phẩm giúp mình này. Đấy ở đây là mình đang có 560.000 đá quý rồi. Đấy anh em rút bao nhiêu nghìn đá quý, được rút từ 1.000 đá quý đến 30.000 đá quý nhá. Ở đây chắc là mình sẽ rút 1.000 đá quý thôi. Anh em sẽ nhập cái ID trong game của anh em nhá. Đấy thì ở đây mình sẽ nhập cái ID trong game của mình luôn. ID trong game của mình là anh em nhá. Đây thì anh em sẽ nhấn dán cái ID vào, nhớ là được dán đúng ID game của anh em nhá, không là anh em rút nhầm, không anh em lại bảo là kim cương không biết nick anh nhá. Đây mình sẽ thực hiện này. Đấy anh em sẽ đợi hệ thống loát này. Đấy anh em thấy chưa, bạn vừa rút 1.000 đá quý thành công này. Đấy ok chưa, đây ID game của anh em này, cho ID game của anh em trừ 1.000 đá quý trong hệ thống của anh em. Đấy anh em thấy chưa, thì đấy anh em sẽ đợi cho hệ thống nó duyệt xong nhá, hoặc là anh em nào mà kiểu như là mới vào shop anh em nhấn vào con vịt này, anh em sẽ nhận được đá quý luôn nhá. Đây ok chưa, còn bây giờ thì mình sẽ quay lại clip và mình sẽ hướng dẫn tiếp cho anh em nhá. Rồi ok anh em, thì đấy anh em thấy chưa, mình nhầm lại mình một cái shop, thì cái shop này gọi là cực kỳ tín luôn. Mình đã từng gọi là rút khá là nhiều cương trong đây về cho anh em rồi. Thì nãy mình có rút trong shop là 1.000 cương này, đã về nick rồi, khá là nhanh thôi anh em ạ. Thì đây nãy mình có 89.000 thôi. Đấy thì bây giờ mình đã có rồi, thì nói chung là anh em nào mà đang có nhu cầu nạp kim cương vào game thì hãy đến ngay với shop nhá. Thì đường link shop này mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em, à hoặc là phần bình luận ấy, mình sẽ ghi dưới phần bình luận. Đấy thì nói chung là anh em nào mà muốn vào shop ấy thì em sẽ kéo xuống dưới phần bình luận này, nhấn vào cái đường link thì nó sẽ dẫn anh em tới thẳng trang chủ của shop nhá. Ok chưa, thì
khá là anh em hỏi mình nên là mình cũng gọi là không giấu gì anh em, cũng không gọi là để cho anh em thắc mắc gì hết. Đấy, ok chưa? Nên là anh em nào mà gọi là muốn nạp cơ game này ngay với shop nhá. Ok, thì code ngày hôm nay thì mình sẽ để ngẫu nhiên chân mình cho anh em. Gọi là anh em nào gọi là gì à? Anh em nào gọi là có muốn thích code này, có thể thích code gì này, trang phục này, nhân vật này, hoặc là trang phục này, siêu xe này. Đấy, thích code gì cứ bảo mình nhá, mình sẽ kiếm code về cho anh em. Chắc mình cũng tạm dừng đây thôi. Anh em thấy video mình hay này thì nhớ là cho mình xin một like và một lượt đăng kênh nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.